Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Hình ảnh chú rể 13 tuổi cưới cô dâu 16 tuổi gây bão mạng, tung mạnh cưới hớn hở. Đằng sau đám cưới gây bão mạng là một câu chuyện đặc biệt phía sau. Hình ảnh cặp đôi trong đám cưới khiến nhân mạng bất ngờ bởi cô dâu và chú rể còn quá trẻ. Thời gian qua, các cặp đôi đũa lệch về tuổi tác liên tục khiến cư dân mạng xôn xao. Trong đó chưa phải là điều bất ngờ, bởi mới đây còn có một cặp đôi người Trung Quốc khác khiến mọi người đứng ngồi không yên. Bởi đám cưới giữa hai người còn quá trẻ, qua những hình ảnh được cư dân mạng chia sẻ, cặp đôi này đến từ một vùng quê thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, đã kết hôn từ năm 2017. Nhưng phải mới đây, ảnh cưới mới được lan truyền trên mạng. Được biết, cô dâu mới 16 tuổi, con chú rể chỉ mới 13 tuổi. Xuất hiện trong đám cưới, chú rể mặc bộ vest lịch sự, đứng cạnh cô dâu mặc váy cưới trắng và áo lông bên ngoài để giữ ấm. Ngay trọng đài của cả hai, cặp đôi hạnh phúc, tươi cười hớn hở để cùng quan viên hai họ chụp những bức hình lưu niệm ấn tượng. Cả hai không có dấu hiệu của sự ép buộc hôn nhân. Tuy nhiên, ngoại hình bé nhỏ khiến dân mạng thắc mắc không hiểu vì sao cặp đôi có thể công khai tổ chức hôn lễ rầm rộ. Vì theo quy định của pháp luật Trung Quốc, đây chắc chắn là một đám cưới chui và họ chưa thể đăng ký kết hôn. Trước những thắc mắc của dư luận, một người thân trong gia đình cô dâu chú rể đã chính thức lên tiếng giải đáp những thắc mắc. Người này xác nhận cả hai kết hôn khi chưa đủ tuổi, nhưng vì sinh ra ở làng quê nghèo, nghỉ học sớm nên trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa. Ngoài khả năng tự chăm sóc bản thân, suy nghĩ chính chắn, họ còn tự lập. Thực tế, đám cưới này chỉ là bữa tiệc mà hai bên gia đình tổ chức để ăn mừng, chứ không phải hôn lễ chính thức. Tuy nhiên, lời giải thích này vẫn vấp phải nhiều sự chỉ trích của cư dân mạng. Mọi người đều cho rằng, đám cưới này được tổ chức là sai pháp luật, thậm chí lo lắng cho tương lai của cả hai vì còn quá trẻ. Ngoài ra, có ý kiến chỉ trích phụ huynh Tại sao lại để cho cả hai tiến tới hôn nhân khi còn quá sớm? Thực tế đã có rất nhiều cuộc hôn nhân vội vàng rồi kết thúc chóng vánh, trong đó nổi bật có cuộc hôn nhân tại Phú Thọ. Cả hai tìm hiểu nhau qua mạng xã hội chỉ tính bằng ngày, lần đầu gặp gia đình cũng là ngày cưới, cuối cùng cái kết là hủy hôn ở phút thứ 89.